Cuộc đời thì vốn bất công nên cọng lông có bao giờ thẳng đâu các bác. Hôm nay hơi bực mình một xíu nhưng mà thôi, cái bụng đang đói như thế này thì có nghĩ được cái gì đâu. Phải đi làm một cái gì đó ấm bụng cái đã. Thấy mọi người khen cái hàng cháo này vừa ngon vừa rẻ mà lần này tôi mới đi ăn thử đây này. Lúc tôi qua ăn cũng là tầm xế chiều rồi, nhìn nồi cháo mê chưa này. Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không? Cứ đang ghi âm thì chó nó cứ sủa loạn lên. Mà nhà tôi thì lại nuôi rất nhiều chó nữa chứ. Mà cái chó càng quát thì nó lại càng sủa, bực hết cả mình. Nhắc đến vụ chó mèo thì hôm đấy tôi đi ăn có em mèo xinh cực kỳ luôn nè. Em mèo baby này có vẻ đó nhưng hình ra tôi bóc trứng cho em ấy ăn này. Thấy ăn trứng luôn cơ. Giờ quay lại chủ đề chính là bát cháo. Thì bát cháo ở đây siêu đầy đặn. Sẽ có topping là ruốc này, trứng cút với cả thịt xay nữa. À quên, còn có một chút hành khô ở trên nữa nhé. Trứng cút thì cô ấy để vào trong đĩa như thế này, xong rồi mình sẽ tự bóc nhé. Công nhận là bát cháo đây đầy ú ụ luôn. Nhìn topping nó cứ ngập ngụa cả lên ý. Ruốc cũng nhiều nữa. Cháo ở đây là kiểu cháo mịn, không phải cháo hạt đâu. Là một miếng cháo với cả trứng chim cút nó cứ gọi là đỉnh luôn. Để rắc thêm chút hạt tiêu này với cả bột ớt vào ăn cho ngon. Một bát sẽ có tầm 5-6 miếng sườn rất là to. Nhưng mà ở đây người ta không làm sườn sụn mà làm sườn cục nên thành ra cũng không có nhiều thịt lắm đâu. Tổng kết lại thì quán này ăn ổn áp mà hết có 6-7k cho đống này thôi. Ăn xong bát cháo này kiểu bao no bao ấm bụng luôn. Quán này là quán cháo sườn cua hồng ở ngõ Hương Sử C các bác nhé.